chiều sứ liều thiên, ngày chín sáu. Hãy nghe và nhắc lại cách nói, lợi hại như vậy à, giỏi như vậy à. Trơ Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng chung. Tiếng chung của bạn thật tốt. Nghĩa trung huấn rất hảo. Đương nhiên là có thể ạ. Tăng rán có thể ạ. Từng nghe nói qua Quế Lâm. Thiên số của Quỷ Lín. chính là chị ấy dạy đấy. Chịu sử tha chéo đó. Của bạn thì sao? Nghĩ đó nó. Người Việt Nam đại bộ phận đều. Yên nà rến đại bộ phận đâu. Ừ, vì rất tiện. 嗯，因为很方便。số di động，手机号，手机号码。không được，sao có thể để bạn？不行，怎么能让你？đường khách sạn。 不客气，别客气。等黄瓜熟了就来吃。喝过这里的饮品吗？价格又很合理。价格又很合理。 Có hợp với khẩu vị của bạn hay không? Khớp bộ hợp với vị khẩu. Wow, thật sự rất không tệ. Wow,真的很不错. là Thôi. Xong rồi. Còn rất no khái khấn bảo nói chuyện phiếm đến rất muộn mới ăn cơm léo đảo khấn hoản sái trư phản vị bằng hữu đó người bạn đó nào quầy hỏng hiểu Này quầy hỏng hiểu mở công ty ở việt nam 在越南开公司，厉害，如 vậy à？这么厉害。